Ngày 12 tháng 5 tại trụ sở Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng, báo Xây dựng chính thức ra mắt văn phòng đại diện khu vực xuyên hải Bắc Bộ nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của báo chí và thông tin của bạn đọc. Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Văn Tuấn, thành ủy viên, giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng, ghi nhận những đóng góp của báo Xây dựng đối với sự phát triển chung của thành phố Hải Phòng trong những năm vừa qua. Ngoài hoạt động chuyên môn, báo Xây dựng còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội trên địa bàn, được thành phố và nhân dân đánh giá cao. Cũng tại lễ ra mắt, ông nguyễn thành hưng giám đốc sở xây dựng hải phòng chúc mừng báo xây dựng cũng như văn phòng đại diện khu vực duyên hải bắc bộ giám đốc sở xây dựng hải phòng cam kết sẽ cùng các sở xây dựng các tỉnh thành khu vực duyên hải bắc bộ tạo thành mạng lưới kết nối cùng cung cấp thông tin để báo xây dựng phản ánh tốt nhất kịp thời nhất về những nội dung liên quan tới ngành xây dựng trên địa bàn Phát biểu bế mạc tại buổi lễ, ông Nguyễn Anh Dũng, Tổng biên tập báo Xây dựng, cảm ơn sự quan tâm của các ban ngành các tỉnh thành phố trong khu vực Duyên Hải Bắc Bộ đối với báo Xây dựng trong thời gian vừa qua. Tổng biên tập báo Xây dựng bày tỏ mong muốn đồng thời gửi gắm đến lãnh đạo các cơ quan, ban ngành của thành phố Hải Phòng cũng như các tỉnh thành khác trong khu vực tạo điều kiện giúp đỡ để hỗ trợ văn phòng đại diện báo Xây dựng khu vực Duyên Hải Bắc Bộ sớm hòa nhập vào đời sống kinh tế xã hội, nhịp đập thông tin của khu vực Duyên Hải Bắc Bộ.